Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có thông báo về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Đình Văn. Cụ thể vào chiều ngày 25 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Đình Văn, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, căn cứ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, căn cứ tờ trình của Ban Công tác đại biểu xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội ngày 16 tháng 9 của ông Trần Đình Văn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết 1184 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Đình Văn thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đơn vị bầu cử số 3 gồm thành phố Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Đạo Hoay, Đạ Tẻ, Cát Tiên. Ông Trần Đình Văn, 58 tuổi, hiện là phó bí thư thường trực tỉnh ủy Lâm Đồng. Ông cũng là trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa 15 tỉnh Lâm Đồng. Ông từng là bí thư đảng ủy, tránh văn phòng tỉnh ủy Lâm Đồng. Tháng 7 năm 2019, ông Trần Đình Văn được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ tỉnh ủy Lâm Đồng. Sang tháng 10 năm 2020 tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, ông tái đắc cử thường vụ tỉnh ủy, giữ chức phó bí thư thường trực tỉnh ủy Lâm Đồng. Ngày 20 tháng 9, Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu bổ sung hai ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Hai nhân sự mới được bầu bổ sung là ông Hà Quốc trị, phó bí thư tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Khánh Hòa và ông Đinh Văn Cường, vụ trưởng vụ địa bàn 1, cơ quan ủy ban kiểm tra trung ương. Trước đó, tại quyết định số 1513, quy đề NS TVK vào ngày 27 tháng 8, ông Phạm Đức Tiến thôi giữ chức ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương khóa 13 để điều động chỉ định tham gia ban chấp hành ban thường vụ giữ chức phó bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ đại hội 13 cũng có các nhân sự khác của Ủy ban kiểm tra Trung ương chuyển công tác về địa phương như ông Trần Đức Thắng, ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, làm bí thư tỉnh ủy Hải Dương, ông Đoàn Anh Dũng làm phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có trường hợp đến tuổi nghỉ hưu. Như vậy sau khi được kiện toàn tính đến ngày 21 tháng 9, Ủy ban kiểm tra Trung ương có 21 thành viên trong đó có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng là chủ nhiệm, ông Trần Văn Đón, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực, 8 phó chủ nhiệm và 11 ủy viên. Danh sách 21 nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13. 1. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm. 2. Ông Trần Văn Đón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm thường trực. 3. Ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm. 4. Ông Hoàng Văn Trà, phó chủ nhiệm. 5. Ông Nghiêm Phú Cường, phó chủ nhiệm. 6. Ông Nguyễn Minh Quang, phó chủ nhiệm. 7. Bà Trần Thị Hiền, phó chủ nhiệm. 8. Ông Hoàng Trọng Hưng, phó chủ nhiệm. 9. Ông Nguyễn Văn Quyết, phó chủ nhiệm. 10. Ông Vũ Hồng Văn, phó chủ nhiệm. 11. Ông Võ Thái Nguyên, ủy viên. 12. Ông Hồ Minh Chiến, ủy viên. 13. Ông Nguyễn Văn Hội, ủy viên. 14. Ông Tô Duy Nghĩa, ủy viên. 15. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên 16. Ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên 17. Ông Lê Văn Thành, Ủy viên 18. Ông Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên 19. Ông Đào Thế Hoàng, Ủy viên 20. Ông Hà Quốc Trị, Ủy viên 21. Ông Đinh Văn Cường, Ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương là cơ quan kiểm tra giám sát chuyên trách của ban chấp hành trung ương thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của điều lệ đảng tham mưu giúp ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỳ luật của đảng cụ thể quyết định phương hướng nhiệm vụ chương trình công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ hàng năm tổ chức nghiên cứu lý luận sơ kết tổng kết công tác kiểm tra giám sát và kỳ luật của đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức thực hiện quy định về tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng. Thực hiện các nhiệm vụ do điều lệ Đảng quy định về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng. Tham mưu giúp Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị Ban Bí thư tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết chỉ thị quyết định quy định quy chế kết luận của Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị Ban Bí thư về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát do bộ chính trị ban bí thư giao kiểm tra xử lý kịp thời các tổ chức đảng đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo kiểm tra giám sát việc kê khai công khai tài sản và thu nhập của các bộ thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý khi tiến hành công tác kiểm tra giám sát được yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên báo cáo cung cấp thông tin tài liệu yêu cầu các tổ chức đảng có liên quan phối hợp thực hiện trong công tác kiểm tra giám sát có quyền trưng tập cán bộ đảng viên của cơ quan tổ chức khác khi cần thiết được yêu cầu tổ chức đảng đảng viên xem xét lại quyết định hoặc việc làm có dấu hiệu vi phạm cương lĩnh chính trị điều lệ đảng nghị quyết chỉ thị quy định kết luận quyết định của đảng pháp luật của nhà nước hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đề nghị bộ chính trị ban bí thư hoặc yêu cầu tổ chức và cá nhân có thẩm quyền thi hành kỷ luật thay đổi hình thức kỷ luật và đảng chính quyền toàn thể đối với đảng viên xây dựng ban hành văn bản theo thẩm quyền và trình ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư ban hành nghị quyết chỉ thị quy định quy chế kết luận quyết định về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng chỉ đạo hướng dẫn các cấp ủy tổ chức đảng ủy ban kiểm tra cấp dưới và đảng viên thực hiện công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng cử cán bộ của cơ quan ủy ban kiểm tra trung ương đến dự các cuộc họp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc trung ương và các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát. Căn cứ quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy biên chế được duyệt của cơ quan ủy ban kiểm tra trung ương, chủ động bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy quy định chế độ làm việc của cơ quan ủy ban kiểm tra trung ương, phối hợp với ban tổ chức trung ương hướng dẫn mô hình tổ chức bộ máy của cơ quan ủy ban kiểm tra cấp dưới. Hàng năm và cuối nhiệm kỳ hoặc là khi có yêu cầu đột xuất báo cáo ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng, về hoạt động của ủy ban kiểm tra trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp. Sáng ngày 11 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường công tác tới Mỹ và thăm Cuba. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 làm việc tại Mỹ và sau đó là thăm cấp nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân. Theo thông tấn xã Việt Nam, đoàn chính thức tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước có các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng là ông Nguyễn Duy Ngọc, tránh văn phòng Trung ương Đảng, ông Lê Hoài Trung, trưởng ban đối ngoại Trung ương. Tham gia đoàn còn có các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Lưu Quang, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, ông Lê Thanh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Cuba, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ông Vũ Hải Hà, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Cuba, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Tham gia đoàn còn có trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách văn phòng Tổng Bí thư Tô Ân Sô, đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng, đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang, đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long. Chuyến công tác làm việc của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Liên Hợp Quốc có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định những đóng góp của Việt Nam đối với tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, đồng thời cho thấy sự chủ động tích cực của Việt Nam trong việc tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới. Mặt khác, chuyến công tác tại Mỹ diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm một năm hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ vào năm 2025. Đây là dịp quan trọng để hai bên cùng nhìn lại những thành tựu mà khuôn khổ quan hệ mới mang lại, đồng thời thảo luận về những định hướng và biện pháp lớn để tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, ổn định thực chất của quan hệ trong nhiều năm tới. Trong khi đó, chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng khẳng định mối quan hệ đoàn kết truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam Cuba đã và vẫn luôn được coi là tài sản quý báu của đảng nhà nước và nhân dân hai nước hết sức vun đắp đồng thời thể hiện sự coi trọng cao của việt nam đối với cuba và vị trí của cuba trong chính sách đối ngoại của việt nam